Phật. Giờ phút này đạo tràng pháp hội chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được đây đầu đảnh lễ cung thịnh trên chư tôn đức tăng thượng tăng pháp khí Quang Lâm đàn tràng thực hiện nghi thức pháp hội cộng tu A Di Đà Phật. Thank you.
lâm kha tư hi còn gần thiền tự viên tu tập thiền đại thiền thể giờ thiết thanh thiền ngon như đường nhất thiên sơ phật niệm kinh xa lời phật bắn nhớ thì đang hằng ngã xa sâu trừ phật cá lớn kim vô sông quan thiền sơn tăng lâm ca tư nghi ngọc đường nhất thiên sơ phật sơ hồ niệm kinh xa lời phật sơn quan chân thiền tự viên tu tập thiền đại thiền thể giờ thiết sơn tăng lâm ca tư nghi ngọc đường nhất Oh,
chàng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, quang lâm tổ đường khách đường để chúng con được tiếp đón quý ngài. Ban cung nghinh dẫn lệ thịnh cung thịnh trên đại đức giảng sư quang lâm pháp tòa. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư tôn quý, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Giờ phút này đạo tràng pháp hội chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, an trụ như pháp. Chúng con xin được đây đầu đảnh lễ cung thịnh trên đại đức giảng sư, đồng khởi niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần cầu gia bị. Chúng con xin được chắp tay cung kính hòa theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ cung thịnh trên đại đức giảng sư an toàn. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư chứng minh, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị, với tâm nguyện của gia đình đại thí chủ, gia đình cô Phượng ngày hôm nay, cũng như với sự thành tâm khát ngưỡng giáo lý của tất cả hàng Phật tử chúng con xa gần đã cùng câu hội về đây để tham dự pháp hội tu tập thính pháp văn kinh. Và theo chương trình tu tập của pháp hội thời buổi sáng hôm nay là thời khai thị thuyết giảng của trên chư tôn đức tăng ni. Giờ phút này đáp lại lời cầu thỉnh của gia đình chúng con, đáp lời cầu thỉnh của ban tổ chức sự kiện trang nghiêm nơi pháp tòa, thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu trên đại đức với cương vị chủ trì chùa An Lạc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên đại đức là bậc khả kính tôn sư chuyên tu chư hoằng pháp môn tịnh độ, được cộng đồng Phật tử trong và ngoài nước chuyên tu pháp môn tịnh độ cung kính và chuyên lịch giảng của đại đức giảng sư trong các đạo tràng ở các phía Bắc, có lẽ quý vị đã quá quen thuộc. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu trên đại đức Đào Hiệu Thích Hành Từ. Và đồng hiện diện chứng minh tham dự, chúng con sẽ được thành tâm đảnh lễ cung kính giới thiệu trên chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, trụ trì các chùa từ viện trong và ngoài huyện Yên Lạc đã về chứng minh tham dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Ban tổ chức chúng con xin được thành tâm đảnh lễ đến chư tôn đức tăng ni, xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý Phật tử, hai giới các cụ quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đã về chùa Thanh Vân trong buổi sáng ngày hôm nay tham dự. Xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư chứng minh, chúng con được nghe Phật tại thế thời con trầm luân, kim đắc nhân thân Phật Niết Bàn. Khi Đức Phật còn tại thế, duyên nghiệp chúng con không được đảnh lễ đấng Thế Tôn, không được lắng nghe giáo pháp vi diệm nhiệm màu của Thế Tôn, để từ đó mà giải thoát giác ngộ, lìa khổ được vui. Khi chúng con được thân người này, thì Đức Phật đã vào nhập Niết Bàn. Pháp Phật thì thầm thâm vi diệu, chúng con thì phúc mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ càng, mãi đắm chìm trong lục đạo luân hồi, tham đắm trong tham sân si. Tất cả chúng con khó có thể nhìn được con đường tu tập để tìm đến cứu cánh an vui. Ba ngôi báu có thể nói, ngôi báu thứ ba là hàng tăng bào, những bậc thầy khả kính, là ngôi báu gần gũi với tất cả chúng con. Giờ phút này trong đàn tràng pháp hội, đệ tử chúng con trên dưới một lòng
già trẻ gái trai cùng câu hội về đây tham dự pháp hội và thời khai thị này của trên đài Đức Giảng Sư cho tất cả chúng con cũng như tất cả các cảnh giới cùng về đây tham dự pháp hội, hiểu được giáo lý tịnh độ, giác ngộ được con đường tu tập tìm cầu giáo lý của Như Lai. Thay lời cho toàn thể đại chúng hiện diện, chúng con sẽ được thành tâm đảnh lễ cung thịnh trên đài Đức Giảng Sư từ bi ai mần, vì tất cả chúng con, vì đàn tràng pháp hội có lời pháp nhụ để tất cả chúng con lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ năng trên con đường tìm cầu giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo, quý vị quan khách, kính thưa các bậc tiền bối cũng như các cụ và đại chúng Phật tử đồng tu, con xin là đại mạnh cho chư tôn thiền đức tăng ni thay lời cho quý đại để lên đây được cầu nguyện và chia sẻ thư truyền với tất cả bà con. Trong buổi sáng ngày tu hôm nay, con nguyện cầu mười phương cũng gia hộ cho pháp hội được thành tựu tốt đẹp viên mãn, để hồi hướng cho tất cả chư hương linh cũng như tất cả hương tiền đại chúng được lợi lạc, được cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên của ngài, từ với tất cả đại chúng, hôm nay con được một cái duyên may rất là lớn là được ban tổ chức cũng như chúng con ở đây đã cho con được một chân duyên để trở về dưới vô chùa Thanh Vân, trở về với làng quê nơi đây với bà con Phật tử để cùng nhau tu học. Và ngày hôm nay cũng là ngày 49 ngày của Hương Linh Thanh Mẫu chị Phượng với gia đình đã phát tâm và thiết lập đàn ca mời Tam Bảo Chứng Minh Chư Tôn Hiện Tiền gia hộ và tất cả đồng tu đến đây để trợ nguyện. Đây là một sự báo hiếu đối với người thân của mình, đây là bổn phận là con, là cháu trong gia đình. Thầy cũng xin cảm ơn đến gia đình của chị Phượng đã có lời mời và đã tổ chức buổi lễ hôm nay và được sự cho phép và từ bi của tòa. Xin mời chị Phượng đến cũng như Phật tử khắp nơi ở đây còn tu một ngày hồi hướng cho linh linh và tất cả chư hương linh bất tán chư gia và tất cả hương linh khổ nạn trên thế giới trong pháp giới mười phương được lợi lạc. Một lần nữa thì con xin đem tri ơn và cảm ơn đến pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay là ngày hội hướng cho chư hương linh, thì con cũng xin nói về phần con cũng mong tất cả các cụ cũng như bà con Phật tử đã đến đây để cùng góp sức cầu nguyện, nên mong rằng bà con Phật tử cố gắng giữ được cái sự thanh tịnh trong nội tâm, sự an lạc trong chánh niệm để pháp hội được tốt đẹp và viên mãn. Giờ này bà con ngồi ở đây rồi thì con nghĩ rằng là đến đây rồi thì buông hết tất cả bàn duyên ở bên ngoài, thì trở về với một tâm thanh tịnh mà thôi. Để cho sự cầu nguyện hôm nay được thành tựu viên mãn và tốt đẹp, nên con cũng mong bà con là đến đây đã vì tất cả chư hương linh trong khu vực này, chư hương linh gia tiên của chúng ta và tất cả chư hương linh trong pháp giới hư không, thực là mong bà con hãy buông xả
bước chân đến cổng chùa, lại buông xả những tâm niệm hơn thua vọng tưởng tạp niệm trong tâm của mình xuống. Lúc này mình là một vị tăng, lúc này mình là hàng thính chúng của Đức Phật thanh tịnh, nên chúng ta phải hết sức thanh tịnh thì hiệu quả sự cảm ứng đó sẽ rất là mạnh và lớn. Vì trong pháp hội đàn tràng đại chúng đang ngồi không chỉ một mình chúng ta, mà có các vị hộ pháp, các vị long thần, các vị thiền thần, các vị quỷ thần, các vị vô hồn, các chư hương linh tổ tiên của chúng ta đang có mặt trong pháp hội này đã được thỉnh mời về đây. Do đó đại chúng hãy hết sức cẩn trọng và cố gắng giữ tâm niệm thanh tịnh để cho pháp hội được sự gia hộ của mọi phương tam bảo để tiếp độ cho tất cả chư hương linh khổ nạn trong pháp giới như không. Do đó con cũng mong đại chúng trở về chùa chỉ có một tâm thôi, tâm đó là tâm Phật. Thì mong rằng bà con hãy giữ sự thanh tịnh và an lạc để cầu nguyện cho pháp hội. Xin nhận đại chúng hoan hỷ và điểm tin cho a di đà. Ở đời có bốn cái lễ quan trọng nhất, đó là quan hôn tang tế. Thì hôm nay là một trong bốn cái lễ là tế lễ, gọi là tư điều, tư niệm và cầu siêu. Ở đời thì ai cũng cầu siêu cho ông bà cha mẹ tổ tiên, cho anh hùng chiến sĩ, cho tất cả chư hương linh. Nhưng cầu như thế nào cho đúng thì điều này không mấy ai được hiểu. Làm như thế nào cho tốt thì cũng không mấy ai đã làm. Nên chính bởi điều đó hôm nay ở đây thượng tọa là một bậc xuất gia, ngài rất là từ bi, muốn cho bà con được thông hiểu đạo lý, mở thông trí tuệ để giúp đỡ cho tất cả chư hương linh và tất cả bà con ở đây để trở về với sự giải thoát và giác ngộ. Đức Phật luôn luôn dạy chúng sinh phải thừa hưởng được giáo lý của ngài. Đây là một việc làm rất là quan trọng. Một người làm việc mà tâm trí mê muội thì chắc chắn việc làm đó sẽ không có hiệu quả, thậm chí còn phải là hậu quả. Vì một người mê khi làm việc thì chắc chắn sẽ đi vào đường mê, một người tối làm việc thì chắc chắn đi vào đường tối, một người tà làm việc chắc chắn đi vào đường tà, không bao giờ sai trái cả. Nên Đức Phật nói tất cả các chúng đệ tử của ta thì chúng đệ tử của Đức Phật có 7 chúng, và nói gọn lại là có 4 chúng, 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. Vậy trong 4 chúng đệ tử của Đức Phật, hãy lấy giáo pháp làm sự nghiệp, hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vậy thì con thưa ở đây tất cả các cụ cũng như các vị đồng tu, chúng ta lấy giáo pháp Đức Phật làm sự nghiệp hay là lấy cơm ăn tiền bạc áo mặc chơi bời hưởng thụ làm sự nghiệp, thì chúng ta sẽ biết được kết quả là bao nhiêu phần trăm trong sự sầu cầu nguyện. Đây là một việc cần nhận thức rõ ràng. Vì một đời tu hành để rồi mang lại một kết quả đọa lạc và đau thương thì rất là đáng tiếc. Nên người xưa mới nói rằng là tiểu nhân oan uổng thì vẫn làm tiểu nhân, quân tử vui thì vẫn làm quân tử. Nếu làm người không có chí phách của người quân tử, không có khí phách của người anh hùng, không có chí nguyện để làm thánh hiền, chắc chắn là một kiếp súc sinh chứ không phải là kiếp người. Vì kiếp người thì phải làm được con người, nhưng con người như thế nào đã trải qua một thời gian. Hôm nay bà con đã thực nghiệm, trải nghiệm và sống với nó, học hành, làm việc, xây dựng hạnh phúc. Vậy thì hôm nay ở đây con xin thưa các cụ và đại chúng có bao nhiêu phần trăm để hồi hướng cho hương linh?
thì chắc chắn đó là cái mà hương linh sẽ nhận được. Tâm chúng ta còn tham thì chúng ta sẽ hồi hướng cái tham. Tâm của chúng ta còn sân thì chúng ta sẽ hồi hướng cái sân. Tâm của chúng ta còn hơn thua thì hồi hướng hơn thua. Vậy thì tâm như thế nào thì cảnh vật sẽ như thế đó. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy là tâm tưởng thì sự thành. Tưởng thì từ tâm mà sinh, cảnh cũng từ tâm mà diệt. Tâm sinh và cảnh diệt cũng đều là một mà thôi. Hôm nay bà con ngồi ở đây, nếu tâm thanh tịnh thì tướng rất là trang nghiêm. Nhưng tâm mà tạp loạn thì tướng rất là mất oai nghi và trang nghiêm. Vì tướng do tâm mà sanh. Tâm hôm nay thanh tịnh thì hương linh ở đây sẽ thừa hưởng được sự thanh tịnh đó. Nhưng mà tâm ở đây tạp loạn vọng niệm thì hương linh cũng sẽ nhận cái đó. Rất là bất an. Đi qua đi lại lộn xộn lăng xăng ồn ào dốn nhau, chắc chắn là bất an lắm. Người sống ngồi đây mà còn cảm nhận bất an thì người trong cảnh giới u hồn, cô hồn, âm hồn thì chắc chắn cũng rất là bất an. Nên người xưa nói kết quả của việc cầu nguyện thành công hay không thì nhìn người đang ngồi ở đây, nhìn người đang làm ở đây và nhìn người đang nghĩ ở đây thì chắc chắn hiệu quả đó sẽ đến với họ. Bà con có đồng ý với con điểm này không ạ? Trong thời buổi bây giờ có những giây phút như thế này con nói thật là hiếm lắm, không phải dễ gì mà có được. Đức Phật nói mạng sống của chúng ta là ngay giây phút hiện tại có được an lạc hay không? Bà con ngồi đây có an lạc không ạ? Có không? Con thấy mặt mày buồn đó. Thấy sao mà nó kỳ kỳ lắm. Mình tu cái gì không biết, mình học cái gì không biết, mình có cái gì không biết, nhưng mà nhìn mặt mày của mình là biết khổ rồi. Ăn nhiều không quan trọng, tìm nhiều không quan trọng, chức vị không quan trọng, mà quan trọng cái mặt á. Cái mặt nó hiện ra cái phước, mà cái phước nó quyết định cho con đường đi của mình. Và khi con người có được phước tướng trang nghiêm và thanh tịnh thì công đức nó sẽ hoàn thiện. Và khi con người có công đức thì sự giải thoát nó có mặt. Nên quý vị thấy, nhìn cái mặt là biết giải thoát hay không? Quý vị thấy mình có giải thoát chưa? Giải thoát chưa ạ? Chưa sao cầu cho hương linh? Cái mặt mình chưa giải thoát sao mình cầu cho hương linh thì hương linh giải thoát không? À, bà con hiểu cầu nguyện cho nào chưa? Thực kỳ là quan trọng. Đức Phật nói khi một người thanh tịnh thì người đó đang ở trong tăng đoàn của Đức Phật, đang ở trong thính chúng của Đức Phật. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới gì ạ? Thanh tịnh, đúng không ạ? Thanh tịnh thì mới an lạc. Bà con hết sức thanh tịnh nha. Hương linh đang ở trên vai mình đấy, đang ở trên đầu mình đấy, đang ở xung quanh mình đấy. Càng thanh tịnh bao nhiêu thì cái lực của Tam Bảo sẽ tiếp dẫn cho hương linh bấy nhiêu. Điều này thì mình chưa hiểu rõ, nhưng mà mình chỉ có việc tin thôi. Đức Phật không bao giờ lừa dối mình cả. Đức Phật là người chân thật ngữ, Ngài không bao giờ nói dối, không bao giờ vọng tưởng, Ngài không bao giờ xảo ngữ xảo ngôn, mà Ngài là người chân ngôn chân ngữ. Đức Phật nói là nhã mang nhã ngọc, còn mình nói là nhã gì? Đắng cay chua chát. Nên Đức Phật đã dạy người tu hành muốn cầu nguyện cho thanh bằng tuyến thuộc phải nương vào Tam Bảo. Thì rõ ràng hôm nay đồng bào Phật tử, bà con của mình đã nương vào Tam Bảo. Trên có Tam Bảo gia hộ, dưới có các vị chư quý ngài gia hộ,
chứng minh có tất cả sự sự bảo hộ, bảo trợ, bảo hộ của tất cả quý vị lãnh đạo chính quyền, và có được sự quan tâm và cầu tu ở trong pháp hội đàng tràng này, thì con nghĩ chắc chắn sự cầu nguyện sẽ có một thành tựu rất là viên mãn và tốt đẹp. Ở nơi đâu có sự quan tâm, có lòng từ bi thì nơi đó sẽ xóa bỏ được hận thù và oan trái. Ở nơi đâu mà con người tham ăn, tham tiền, tham danh, tham lợi thì ở đó có địa ngục, ngạ quỷ và sanh vật, chắc chắn sẽ là như thế. Nên cửa Phật là cửa từ bi, nước từ bi rải đến đâu, chảy đến đâu, mưa đến đâu thì hận thù sẽ dập tắt đến đó. Không biết là trong pháp hội bây giờ đã hết hận thù chưa? Hết chưa ạ? Cảm ơn bà con. Ngồi đây rồi mà chưa hết thì là sao? Tu hành cũng khó thật. Dành cho nhau những lời hay ý đẹp mà cũng khó thế. Con người bây giờ lễ nghi, thần thái, tư cách đối xử và chia sẻ và trao đổi cũng như tiếp xúc rất là kém, có nghĩa là nhân văn đối xử rất là kém, đạo đức học vấn rất là kém, nhưng mà trí thức bằng cấp thì rất là cao. Nhưng mà một việc làm nhỏ thôi nhưng mà chưa làm được. Cư xử vẫn còn thái độ rất là ngã mạn, rất là kiêu ngạo, thái độ rất là hống hách, rất là ta đây. Thành ra đó là học vấn sai lầm, giáo dục thất bại, giáo dục con người phải trở thành khiêm cung, lễ độ, cúi đầu, gọi là khiêm hạ, khiêm nhẫn, khiêm nhường và lễ nhường chưa có. Chắc chắn nếu người này học càng cao thì sẽ làm tổn hại cho bao nhiêu chúng sinh ở đó. Tất cả những sự cầu nguyện đều ở trong tâm mình hết. Một bước đi của mình an lạc và nhẹ nhàng, một lời nói của mình mang tính cách là tích cực, một hành động của mình cư xử đẹp, đó là phần hộ niệm tốt nhất, đó là một phần trợ niệm tốt nhất. Phải là như thế. Nên từ chỗ đó Đức Phật mới nói rằng là muốn cứu độ cho chúng sinh, cho cha mẹ, thân nhân, quyến thuộc, đầu tiên là mình phải cứu độ được mình cái đã. Mình cứu được mình bằng cái lời nói, hành động và ý niệm, rồi mình mới đem cái đó mình hồi hướng và cầu nguyện. Bây giờ ví dụ như con nói sáng nay mới 5 giờ sáng, mình nghe nói có pháp hội ở đây cầu siêu, sáng nay mình ra chợ mình bán một mớ, mình kiếm một số tiền rồi mình đến đây mình cầu nguyện. Sáng nay mình ra mình lừa một số người rồi mình xong rồi mình lấy tiền về đây mình cầu nguyện, thì bà con nghĩ nó như thế nào? Ví dụ đấy. À, nên con người mình thật sự ra là nếu như không gỡ rối mà không giác ngộ được điều này, cả một cuộc đời mình đều oan uổng hết. Con người cho nhau là thứ cao quý nhất, con người giúp nhau là thứ trọn vẹn nhất, con người thương nhau là từ bi nhất. Nhưng mà điều đó chưa làm, vậy thì chúng ta cầu cái gì? Chắc chắn là lừa gạt, chắc chắn là giả dối, chắc chắn là hình thức. Đạo Phật không chú trọng hình thức mà chú trọng nội dung thực chất của nó. Nội dung thực chất mà làm quan trọng. Bây giờ ở đây có nhiều bậc tu hành các ngài không xuất hiện, nhưng mà các ngài vẫn hồi hướng đến được pháp hội này. Nhưng mà chưa chắc chúng ta ngồi đây thì chúng ta đã hồi hướng được. Vì chúng ta không có một năng lượng gì cả thì người đó không nhận được. Có nhiều quý ngài
hôm nay bệnh Phật sự không đến đây được, nhưng các ngài chỉ hướng tâm về là đã đến rồi, vì tâm đó thanh tịnh. Nhưng mà chưa chắc mình ngồi đây mà đã đến được, vì mình không thanh tịnh. Gần nhau nhưng mà bệnh xa, cách nhau nhưng mà bệnh gần. Vì đạo Phật là chú trọng cái tâm rất là quan trọng. Ở đây mình dập đầu liên tục, mình nhập lên nhập xuống như thế, nhưng mà gọi là như cái chày giả gạo thôi. Quan trọng là cái tâm, là cái tâm. Nên sự cầu nguyện là xuất phát từ cái tâm quan trọng. Nhưng mà tâm gì? Có người đem cái tâm tham ăn đến đây mà cầu, có người đem cái tâm tham danh lợi đến đây mà cầu, thế thì cầu có được không? Đạo Phật là phải nói là cầu nguyện là số 1. Nhưng mà thật sự có nói thật là có mấy ai biết cầu, toàn cầu sai hết. Cái chính đáng thì không cầu, mà cầu cái hạ liệt tiểu tâm. Cầu cái cao thượng thì không cầu, mà cầu thói hư tật xấu thì cầu. Còn nhớ trong kinh Kim Cang thì ngài Lục Tổ có đến Hoàng Mai và cầu pháp Ngũ Tổ. Khi đến thì Ngũ Tổ với đại chúng đang ngồi, thì Lục Tổ vào bái thầy và xin cầu pháp. Ngũ Tổ mới hỏi Lục Tổ là ông đến đây làm gì. Lục Tổ mới nói con đến đây để cầu làm Phật. Quý vị thấy cầu như thế là chính đáng chưa? Chính đáng chưa? Trong một tràng vỗ tay đi. Đạo tràng này rất là ích kỷ. Ngài đến cầu làm Phật, còn mình cầu cái gì? Phật ơi, con đau cái chân quá, gia hộ cho cái chân con nó khỏe để con ăn cái chân của nó. Chúng ta thật sự là bà con thấy là mình không hiểu để mình cầu. Nếu như mình cầu làm Phật thì không có cái gì mà không được cả. Mình đã cầu cái cao nhất rồi thì những thứ còn lại nó tự đến, không cần phải lo. Nên người tu bây giờ đó, kể cả nhân với quả còn không hiểu được thì làm sao mà gọi là tu hành? Tu hành mà còn phan duyên phiền não, trời ơi, phước Như Lai thì của ai nấy hưởng chứ. Mình tu bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu, phiền não thì làm gì? Tín đồ nhiều cũng là nhân duyên của mình, mà tín đồ ít cũng là nhân duyên của mình, mà tín đồ không có cũng là nhân duyên của mình. Hãy lo tu đi, lo cái gì ba cái chuyện đó. Thành Phật là thứ quan trọng, tiền bạc thế gian này làm sao mà bằng thành Phật được chứ. Nhưng mà khi mình đã thành Phật rồi thì cái gì chả có, cái gì cũng có hết. Thế thì mình khổ để làm gì? Ở nên tu cả một đời mà quý vị thấy không? Niệm Phật để làm gì không biết nữa. Nam mô A Di Đà Phật, gia hộ cho con khỏe mạnh để con đi lừa nó. Thế gọi là niệm Phật. Oan uổng, oan uổng. Thế tu hành mà không biết được những thứ này con nghĩ rất là tiếc. Mà con biết tại sao mình tu mình thất bại không? Chưa bao giờ tìm hiểu pháp, chưa bao giờ nghe kinh nghe pháp. Tu gì mà còn chắp tay lên cứ hít với hoa không à? Làm sao mà thành công được? Pháp của Phật nhiều như thế mà không tìm hiểu đến, chắc chắn là tu sai, không đúng. Đức Phật nói lấy trí tuệ, lấy giáo pháp làm sự nghiệp. Vậy người tu theo Phật mà không nghe pháp, không học pháp, vậy thì tu cái gì? Đó gọi là tu mò. Mò riết rồi nó mù thôi. Mù riết rồi không thấy đường đi, làm sao mà tu được? Tu bao nhiêu năm nay mà nổi cái tham ăn chưa bỏ được. Niệm Phật bao lâu nay mà hơn thua với người ta chưa bỏ được, vậy thì mình tu cái gì? Phật đâu có cần mình đến đây mình lại Phật đâu. Phật cũng mệt lắm, cho ngày nghỉ bớt đi chứ.
Mình tu là đối người, đối cảnh và đối vật. Đó là tu. Bây giờ mình đối người như thế nào? À, mình đối người thì xảo ngôn, xảo ngữ, lời nói không có thật tâm, mánh mung chiêu trò và xảo trá. Như thế thì còn niệm Phật cái gì nữa? Còn lạy Phật cái gì nữa chứ? À, con thấy không ạ? À, kính thưa với chư vị thần linh, chư vị hương linh trong pháp hội đàn trà, hôm nay con chia sẻ điều này với bà con đang ngồi ở đây, cũng như các hương linh đang ngồi ở đây, làm sao chư hương linh cũng thì giải thoát được cái tâm của mình. Nãy giờ bà con có giải thoát được phần nào chưa? Cảm ơn bà con. Bà con giải thoát thì hương linh cũng giải thoát đó, giống nhau cả mà thôi. Nên Đức Phật mới nói muốn cầu nguyện cho hương thân phù lão của mình đó, thì bằng cách mình phải là người dụng công tu tập. Tu như thế nào? Phải lập thể mà tu tập, lập chí mà tu hành, phát nguyện cho thành thật. Phát nguyện con sẽ làm con cháu tổ tiên ông bà xứng đáng là một người con hiếu thảo. Con sẽ xứng đáng là một người công nhân của đất nước, cống hiến và hy sinh. Con sẽ làm một người Phật tử, một người đệ tử để hộ trì cho Tam Bảo đúng chánh pháp. Bà con có biết đó, bây giờ cái chí nguyện nó hình như là không có nữa, mà chí hưởng thụ chơi bời thì nó nhiều lắm. Nên tu hành trong thời bây giờ mà đắc đạo thì khó quá. Nên từ đó Phật Bổn Sư mới khuyên là thâu sau cái thời mà mạt pháp, rồi đến thời kỳ mà diệt pháp, thì cứ thấy đó, pháp của Phật chỉ còn có 12.000 năm thôi. Mà năm nay là tới năm thứ ba rồi, thứ ba của 3.000 năm rồi. Thì bây giờ thật sự tu hành mà để chứng quả rất là khó. Nên Ngài mới nói hãy nương vào hạnh nguyện của mười phương chư Phật. Và Ngài cũng khuyên mình ai cõi Ta Bà rất có duyên với Phật A-di-đà, nên nương vào hạnh nguyện của Phật A-di-đà thì sẽ gọi là một đệ tử chân thành của Đức Bổn Sư Thích Ca. Thì bây giờ không nương vào Phật A-di-đà thì không có ai có khả năng mà giải thoát. Ở đây bà con có khả năng chưa? Có chưa? À, có hay không thì nhìn mặt cũng biết rồi mà. Khả năng của mình biết là không có. Nên từ chỗ đó đó, tham sân si mạng nghi ác kiến, mình có hết. Cái gốc của phiền não mình chưa có một giây phút nào mà gọi là đoạn diệt nó được. Thực sự là như thế. Nên không niệm Phật thì niệm ai? Chắc chắn không niệm Phật là sẽ niệm ma niệm quỷ thôi. Niệm ăn, niệm chơi, niệm tiền, niệm của thôi. Quý vị niệm bao nhiêu năm nay, quý vị có được bao nhiêu rồi, nói thầy nghe. Có chưa? Niệm sai rồi. Phật thì không niệm mà cứ niệm như thế thì làm sao mà có được. Theo như bà con niệm cái gì là an lạc nhá? Niệm gì ạ? À, niệm Phật là an lạc nhất. Phật nào cũng được, Phật nào cũng như Phật nào. Nhưng ở đây mình tu tịnh độ thì mình niệm Phật nào? À, Phật A-di-đà. Chúc mừng quý vị cố gắng niệm đi. Lúc vui thì con niệm, lúc buồn thì không niệm. Lúc khỏe thì con niệm, mà lúc tham thì con không niệm. Niệm gì kỳ thế? Quý vị niệm không đúng lúc. Niệm không đúng chỗ nên nó không có hiệu quả. Chính với chỗ đó, trong kinh Địa Tạng dạy rằng đó, một hương linh quá cố đó, họ rất cần sự gia hộ của người thân. Nhưng mà người thân nào để họ nương tựa? Người thân đó phải biết pháp thanh tịnh thì họ sẽ nương được. Trong một số con cháu như thế, người nào mà tu tốt thì hương linh sẽ nương vào người đó, vì thần lực, cái phần mà hồi hướng của hương của người thân đó rất là
có cái giá trị đối với người mất. Nên thường mà hương linh người ta muốn giải quyết được vấn đề khổ đau trong lúc thanh tung ấm đó thì phải có người tu. Nên người tu rất có lợi lạc cho các hương linh quý vị ạ. Người chết cũng như người sống. Hôm nay bà con thấy ở đây thường tọa ngày tu có một mình thôi, mà hôm nay đến đây lợi lạc biết bao nhiêu người đúng không ạ? Có phải không? Đó. Như thế là biết chắc là cái nhân quả này là các cụ thấy là thường tọa ở đây phước biết bao nhiêu mà kể, đúng không ạ? Mình tu một mình mà lợi lạc biết bao nhiêu người. Nên người ta nói là độc thọ hoa khai thì vạn thọ hưng, nhất nhân tác phước thì thiên nhân hưởng. Một người tu đạo thì cũ huyền siêu siêu thăng. Nhưng mà mình tu chưa, mình chưa tu thì làm sao mà thăng? Không tu thì trầm, thì đọa. Nên trong gia đình của mình có ai mà tu đó thì hương linh họ vui lắm quý vị. Lúc sống đó khuyên thì không nghe, nói thì không chịu, nhưng mà lúc chết là họ sẽ nương. Vì sống chưa có duyên, nhưng mà chết sẽ có duyên đấy. Vì chết rồi sợ không ạ? Quý vị có sợ chết không? Có không ạ? Không thì chết đi. Không thì chết, mà sợ thì thôi. Đến cả sống chết bây giờ mà chưa phân định rõ ràng thì chắc chắn con đường tương lai mình đến nó mờ mịt lắm. Ai rõ được hai chữ sanh tử thì người này sẽ giác ngộ được giáo lý của Đức Phật. Người đó sẽ sống tốt với mọi người. Cuộc đời sống chết chỉ là một giai đoạn thôi. Làm sao mình giải thoát mới là quan trọng. Hôm nay mình cầu siêu cho cái người chết là người sống. Cả chết và sống, vì sống chết nó có giống nhau không? Có, thấy chưa? Vậy thì có chết sống gì đâu. Hương linh đã chết, chết rồi thì cầu làm gì? À, vì còn sống nên mới cầu, ngộ chưa? Còn lâu mới ngộ. Con người chỉ thay thân đổi tướng mà thôi, như là bộ đồ trên người mà thôi, cởi ra thì mặc đồ khác. Nên con người vốn dĩ là không chết, mà chỉ có thân thể mình chết mà thôi. Còn linh hồn vẫn đang ở đây, đang ở nơi này. Con hiểu chưa ạ? Biết cái thân này trước sau gì cũng chết, biết rằng cái áo này trước sau gì cũng thay, nên cố gắng may cái áo khác đẹp hơn, nhớ chưa? May xong chưa? Vỗ tay là may xong rồi hả? Đó, các cụ thấy chưa? Cuộc đời nó vui như thế này đó. Đâu cần phải ăn sơn hào hải vị mới vui. Cái cuộc đời này người ta nói món ăn ngon nhất vẫn là món ăn gì ạ? Tinh thần. Người nào ăn được món ăn tinh thần thì tâm lý và cuộc đời của người đó sung mãn. Nhưng người nào mà chỉ tham vật chất mà không có biết tinh thần thì nhìn cái khổ lắm quý vị ạ. Nhìn cuộc đời người ta thảm thương lắm. Nhà cao cửa rộng, xe hơi tiền bạc, nhưng mà nó như là gọi là một con thiêu thân gì đó, có sung sướng gì đâu. Theo như quý vị, có là sướng hay là không có là sướng? Trả lời cho đúng nha. Quý vị thích có hay là không? Thầy biết là ở đây rồi còn phân vân nhiều thứ lắm. Hơi có hay không thì chút xíu nó xuống, nó hỏi sư phụ thầy không biết. Khi mà mình hiểu ra được giá trị rồi thì cuộc sống này nó mới có hiệu quả. Nên hương linh đang ở trong pháp hội đằng tràng này muốn nương tựa tất cả những cái linh hồn đó. Hai cái linh hồn đó gọi là hai cái Phật tâm, hai cái Phật tánh với nhau.
Thân xác có thể chết và có thể sống, nhưng linh hồn thì không có chết sống. Nên ai hướng đến thì người đó sẽ được quả vị, người đó sẽ được lợi lạc. Bà con ngồi đây là xác bà con còn sống. Hương linh ở đây là xác hương linh đã chết, nhưng mà tại sao vẫn còn gặp nhau? À, là vì tự tánh của con người không bao giờ chết sống cả. Đúng không bà con? Đúng không ạ? Đó. Vậy là mình cầu, là mình cầu cho cái đó đó, là quan trọng đấy. Khi con người ai mà giác ngộ được cái đó thì có nghĩa là người đó đã tìm ra con đường giải thoát rồi. Tìm ra viên ngọc quý trong chéo áo của mình rồi đó. Đó là viên ngọc đó. Bà con tìm ra chưa? Trong túi á, lấy ra, thò tay vào. Trời ơi, lâu nay cứ bỏ riết không chịu xả, mà cứ đi lang thang bên ngoài mà kiếm. Kiếm làm gì có? Ai ở đây có khả năng đi kiếm? Kiếm có không ạ? Sao mà có được? Người ta nói con người sống là có gì? Có mệnh, có số. Dơ chưa? Áo cũng có số, dép cũng có số, đi bệnh viện khám cũng bóc số. Vậy thì con người mình có số không? Có. Quý vị số mấy? Số mấy? Trời ơi, giờ này mà chưa biết số mấy. Kiếp người bây giờ là có trung bình số là 60. 60 đầu người được chia đều. Một người có số mấy năm? 60 năm cuộc đời, đúng chưa? Số 60 đó. Gần hết số chưa? Gần hết số rồi mà còn cười cái gì nữa mà cười. Gần hết số rồi mà tu chưa được gì hết. Phước chưa tròn đầy, đức chưa viên mãn. Thế mà còn ở đó tranh cơm, tranh gạo, tranh áo, tranh tiền. Tranh để làm gì? Tranh để chết, không đáng một đồng xu nào cả. Tranh để chết rất là mê muội. Tranh để sống mới là trí tuệ, bây giờ tranh để chết, vậy mà cũng đi tranh. Bà con có đem được gì đi không ạ? À, không mà đi tranh, không mà đi tham. Chỉ có phúc đức mới theo mình muôn đời. Ông bà tổ tiên mình có vậy. Người ta có tiền có của để lại cho con thì làm cho con say sưa nghiện ngập chơi bời hưởng thụ, thế là làm khổ con. Còn mình chỉ để lại trí tuệ, công đức và phước báo cho con thì muôn đời muôn kiếp con mình sẽ được hưởng. Đó mới là cách bảo vệ phước của mình, mà đó là con đường sanh lộ rất là tốt. Đó là con đường sanh lộ rất là tốt. Chư hương linh hôm nay ở trong pháp hội đàn tràng này rất là có phước, vì tất cả những năng lượng tu tập công đức phước báo đại chúng đang hồi hướng đến cho chư vị. Chắc chắn chư vị nương theo vào đây mà giác ngộ, mà niệm Phật phát nguyện thì chắc chắn sẽ đi được với Phật. À, gần hết giờ thì báo cho thầy biết nha. Cái đấy rồi thì sẽ làm luôn đấy. À, còn 5 phút nữa sung sướng cuộc đời. Thôi thì con cũng rất là cảm ơn Thượng Tọa, cũng như con xin Đại Lao Chư Tôn Đức Tăng Ni thay nhầm cho quý ngài để có đôi lời chia sẻ với chư hương linh và chư bà con Phật tử của mình. Con cũng nguyện mười phương chư Phật Tam Bảo chứng minh hiện Đức Phật A Di Đà, ngài thương xót quang lâm pháp hội đàn tràng nơi đây để tiếp độ, tiếp dẫn chư hương linh được tự tại về tới phương cực lạc, và nguyện cầu cho Tam Bảo nơi đây sẽ được trang nghiêm, sẽ được viên mãn để phục vụ cho đồng bào Phật tử
Phật kinh nguyện, chư Phật gia hộ cho đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Trong khi chia sẻ thư chuyện với bà con, thân cũng chưa phải tốt, tâm cũng chưa phải hoàn thiện, và khẩu cũng chưa thanh tịnh, nếu có điều gì mà không đúng, không phải, cùng nguyện là bà con từ bi và bỏ qua cho, để cho buổi lễ được thanh tịnh và được tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư chứng minh, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể hội chúng, thời gian tuy không dài, thông thường một pháp hội chúng con sẽ cung thỉnh cho đại đức giảng sư thời gian khoảng 90 phút, khoảng 1 tiếng rưỡi. Đại chúng thì khá là định tâm, khung viên bên ngoài xung quanh pháp hội khá là thanh tịnh, cũng như là không khí và đặc biệt là âm thanh thì cũng không có tác động nhiều, để mà trên đại đức giảng sư có thể an trụ pháp vị sung mãn để có thể chia sẻ với đại chúng. Xin được tri ân sự quan lâm của trên đại đức giảng sư. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thỉnh đại chúng đồng khởi thân đứng lên chắp tay, đồng khởi niệm hồi hướng. Đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Với bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh, giờ phút này đàn tràng pháp hội chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, gia đình chúng con đại diện thánh chủ Lê Đức Thành Hiếu Nam thành tâm phụng vị hướng linh chân linh Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm, phụng vị đàn tràng pháp hội xin được đê đầu đảnh lễ bái thịnh chư tôn đức tăng ni quan lâm đàn tràng pháp hội, bước vào nghi thức thượng cúng cúng Phật trong buổi sáng ngày hôm nay trong nghi thức pháp sự trung phong tam thể niệm. Oh.
Phổ Bye.
Sa Bồ
Oh.
Giờ phút này thật hạnh phúc cho gia đình hiếu từ hiếu tôn chúng con. Thật duyên lành khi tất cả những ai đang hiện diện nơi đây cùng đón những bước chân an lạc kiền hành của chân chư tôn thiền đức tăng ni. An lạc bước chân như hoa nở, thiền hành chuyển hóa đất thơm hương, vườn tâm tươi tốt xanh màu lá, hướng thiền nhân gian mọi nẻo đường. Chúng con xin được đảnh lễ cung tịnh quý ngài, phân lập lượng ban chứng minh cho gia đình chúng con được ân chư công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô tăng gia hiếu quyến, hiếu tự hiếu tôn của cụ bà Hương Linh Vong Nhân Bùi Thị Quế, pháp danh Hiệu Diệu Thơm, chúng con xin có duyên sự xin đầu thành tảnh lệ dâng lời tác bạch. Cung kính ngưỡng với bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni chứng minh. Có lời Phật dạy hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni, chúng con như pháp tu hành noi gương và cổ yếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, tuần thất 49 thiết lập trai đàn cung an di ảnh, thành tâm thiết lệ trai tăng hoàng mạng dâng lên cúng dường. Giờ phút này toàn thể gia đình chúng con xin hướng vọng chư Phật khắp mười phương hiện tiền hòa hợp tăng già dâng lời phát nguyện. Cung thịnh quý ngài Ai Lân Nạp Thọ, nhất tâm cùng gia đình chúng con cho gia đình chúng con được ân chiêm công đức.
Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời Phật tử Lê Đức Thành là hiếu nam của hương linh của bà Bùi Thị Quế, đại diện tăng quyến gia đình, hiếu tử hiếu tôn dâng lên lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đức đại đức tăng, hôm nay là ngày tuần 49 của mẫu thân chúng con tên là Bùi Thị Quế, pháp danh Diệu Thơm, từ trần ngày 12 tháng 9 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 77 tuổi. Giờ này, trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, xin chư tôn đức cho phép tăng quyến chúng con được bày tỏ nỗi nhớ thương và lòng biết ơn của chúng con đối với người mẹ hiền đã khuất. Kính bạch chư tôn đức, chúng con có nghe trong nghi thức pháp hội Trung Phong có lời khai thị như sau: người người vốn đủ tự tính Di Đà, ai nấy trong tâm đều là tịnh độ, nếu tức thời thời thấy Phật ngộ thì bước bước Tây Phương. Từ trước đến nay đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ nghiệp, nay thời Phật sự thứ nhất đã chu viên, công huân thủ thắng như trên gieo vào trong biển đại nguyện A Di Đà, chuyên vì hương linh cầu xin tịnh độ. Nhưng nghĩ lại kể từ khi vô thủy cho đến tận ngày nay, một niệm trái chân sáu căn theo vỏ, tùy tình tạo nghiệp phó túng làm sai, thân thì giết hại trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối thêu dệt, đôi chiều cùng lời hung ác, ý thì thường khởi tham sân, ngu si nặng lòng tham ái, bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm nơi trần lao rồi mờ mịt theo tháng ngày. Nếu muốn thoát ly, duy chỉ có nhờ vào sức quân tu sám hối, mong biết tội lỗi nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý trong đời quá khứ lập tức tiêu tan, khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp tức thời thanh tịnh. Lại nữa, việc cầu sinh cực lạc toàn nhờ vào lòng phát nguyện cậy nương pháp chúng, khác niệm cùng âm kính vì thần linh mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện A Di Đà Phật. Được nghe diệu pháp, học hạnh thánh hiền, nhất lòng thành kính cung thỉnh chư tôn đức cử hành pháp sự Trung Phong, ngõ hầu báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục ngưỡng bạch chư tôn tiền đức, lên núi nhớ công cha, xuống sông thương tình mẹ, ôi núi sao biển rộng, ôi sông dài mênh mông, hai vai con gánh nặng từ vô lượng kiếp rồi, ơn cha và nghĩa mẹ là hồn biển luân hồi. Kính bạch hòa thượng cùng chư tôn đức, ngày qua được thầy trụ trì chấp thuận cho phép gia đình chúng con được cử hành pháp sự, được cung dước chư tôn đức Quan Lâm, thầy giáo chủ và ban pháp khí chủ trì pháp sự, cùng chư vị thiện nam tín nữ đồng cầu nguyện cho hương linh mẫu chúng con. Giờ đây trước bảo tọa trang nghiêm hương trần quyện tỏa, để tỏ lòng hiếu thảo chúng con sắm lễ vật trang nghi, nguyện trên mười phương chư Phật chứng minh. Kế đó kính chư hiện thiền tăng mẫn lạc, ngưỡng mong chư tôn thượng tọa đại đức tăng từ bi hứa cả, để cho mẹ chúng con được siêu sanh cực lạc và gia đình chúng con được ân chiêm cung đức mà chọn niềm hiếu đạo. Kính mong từ bi mẫn cố, Nam mô Hoan Hỷ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hữu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Kính bạch chân chư tăng thiền đức, kính thưa gia đình cùng toàn thể đại chúng, thì vì cái duyên cụ bà Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm Lâm Chung, và nghe nói là thoại tứ mềm mại, cái phước duyên được ban hồ niệm những đồng tu đến niệm Phật cho suốt nhiều tiếng đồng hồ, và được kết quả là thoại tướng mềm mại trong lúc lâm chung. Thì theo như lời Phật dạy, thoại tướng mềm mại đó là tướng lành để vãng sanh cảnh lành, có thể vãng sanh cảnh trời, có thể vãng sanh về với Phật, tùy vào cái tâm nguyện, cái
lòng tính tâm tam bảo Đức Phật A Di Đà mà hương linh cụ Bùi Thị Quế này sanh về, nên đây là cái điều rất là thù thắng, khó có được. Lên chung mà có thể an nhiên tự tại, không nào, nghe nói là lúc đưa bà vào kim quan, lúc tắm rửa cho bà, tay chân còn mềm mại, thân thể mềm mại còn hơn cái lúc mà bà đang bệnh. Và đây là bất khả tư nghị của câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà chư Phật, Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương khuyến tấn chúng ta, nên để chúng ở đây cũng nương vào, cũng học tập theo tấm gương của bà cụ Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm, học theo tấm gương của gia đình của ông Lê Đức Thành và cúc tất cả thân quý đã tính tâm với Tam Bảo, tính tâm với pháp môn niệm Phật, một lòng hướng đến Tam Bảo, hướng đến Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật, nương tựa gửi gắm cái thân mạng này cho Đức Phật A Di Đà. Đây là một đại thiện căn phước đức nhân duyên của cụ bà Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm, cũng như là đại thiện căn của cai chủ Lê Đức Thịnh cùng thân quý. Nên xin tán thán và chúc mừng cho hương linh của Bùi Thị Quế pháp danh Diệu Thơm. Kiện trì cả thì đã biết ra vẫn tha nhân thế công đa tiểu lượng vì nay vì tâm chứ những mưa những người vô thì thành đạo cố tương thú tử khi đó đất đây đó lên thành người đất có chỉ là im sư đã đại chuẩn để đi quyền từ vi thì gia hộ nam bồ tát đa nam tam diệu tam bồ đề cố chi ấm thế đề tha trên bồ trai diệu phật thầy bậc Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử và trong gia đình cụ vong Bùi Thị Quế, với tấm lòng chia cơm sẻ áo lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người con Việt, hôm nay nhân tuần cầu siêu của cụ vong cùng pháp hội chung phong tam thời hỷ niệm để cầu cho các vong linh pháp giới và tất cả các oan gia trái chủ đẳng hồn được siêu sinh tịnh độ lương nhờ Tam Bảo để về được cõi an lành. Thì gia đình cụ Thịnh và bác Thành Phượng có 20 xuất quà để phát cho những người tàn tật ở trong làng Xuân Đài, nhưng vì điều kiện người tàn tật là không đi lại, không thuận tiện, thì nhà chùa là cử cụ Lê Xuân Hưng là chi hội trưởng người cao tuổi làng Xuân Đài lên để nhận cho 20 xuất người tàn tật, thì để mong đại chúng liễu chi cho A Di Đà Phật. Cô đứng lên nào.
Vâng, xin chào một cháu đây lớn ạ. Dạ vâng, xin được con cảm ơn thầy. Vâng, cũng xin cảm ơn thầy. Một cháu ở đây lớn để chép lại phần cho mọi người tìm. Bây giờ rồi. Là A Xà Lê chứng minh tâm quy và thành tấn cho pháp dân là nhiều tâm. Kể từ nay về sau xin nhân trọn cuộc đời, nguyện quy Phật, nguyện học pháp, nguyện kính tâm, tính thọ phục hành, giáo giữ của Phật. Thank you.
đây là cô